nông thôn ngày nay nha quý vị và các bạn. Thì trước đây thì để mà khai thác hết cái rừng U Minh cũng để là phát triển nền kinh tế thì một số bằng cái nhân lực là con người, cho nên đã khai khẩn cái vùng nước. Thì theo như má chồng tôi nói thì mỗi người bỏ ra vài ngày để mà đào một số cái con đường, thì để mà từ cái đoạn mà kênh 1, kênh 2, kênh 3 thì đào đường, và từng cái đoạn nhỏ thì có những cái cầu bắc qua sông. Quý vị và các bạn thấy không? Cái cầu ngang này bắc qua sông để thuận tiện trong cái việc hai cái bờ sông đi. Ở thành phố Hồ Chí Minh mà có một cái cầu, mà có một cái không gian như vậy thì tuyệt vời, vì sẽ đến ở cái cầu này và câu cá. Đó là một cái thú vui của người thành phố. Và các bạn thấy một cái cuộc sống vùng quê. Đây là người ta trồng cái đây. Đây ăn với canh cua. Ai dại ven đường đó quý vị. Ở cái vùng này thì không có đất, cho nên chúng ta sử dụng cái tận dụng cái hai bên bờ để trồng rau. Sắc xuân. À, nếu như ở Củ Chi người ta kinh doanh trồng rau muống một cách đại trà, thì bây giờ ở vùng này người ta trồng rau muống một cách gieo hạt. Rau muống là rau mồi, chắc rau muống trồng. Xà lóc hay quá. Chừng nào rau diếp làm đình, gỗ lim thái ghém thì mình hãy ra cho lý do. Chừng nào trạch đẻ ngọn đa, sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình. Hồi nãy tôi vừa mới đi qua quý vị và các bạn.